mình sẽ hướng dẫn đến các bạn một để tìm chiếc là băng phong. Cái nhiệm vụ này bây giờ là trong chiến cơ hiện tại vừa mới cập nhật một cái nhiệm vụ để có được cái chiến cơ này. Đó, mình vào chỗ hoạt động mình xem. Đây có một cái nhiệm vụ là dùng 888 kim cương được một trang bị băng phong 5 sao. Để làm cái nhiệm vụ này bắt buộc mình phải sử dụng 888 kim cương. Với tất cả những người chơi, không phải ai cũng có sẵn là 888 kim cương để sử dụng lấy được một con băng phong 5 sao. Hiện tại thì mình cũng chỉ có là 285 kim cương thôi. Để bằng cách nào mình có thể làm được nhiệm vụ này thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn một cách làm rất đơn giản. Đó là các bạn hãy vào vòng quay may mắn. Khi mà các bạn quay thì các bạn có khả năng nhận lại kim cương. Khi đó mình sẽ dùng kim cương đó để quay tiếp. Mình sẽ có khả năng sẽ đạt được. Mình sẽ vào vòng quay may mắn và tìm cái vòng quay. Trong cái vòng quay này mình sẽ lựa một cái ô, một cái vòng quay thật đẹp để quay. Ở đây mình nhìn cái vòng quay đầu tiên nó cho mình thì chỉ có 4-5 ô kim cương, một ô là băng phong cái này và hai cái con phi công này. Phi công thì mình mát rồi, không cần quay nữa. Rồi mình tìm một ô mới, lựa một ô thiệt đẹp để quay, làm sao mà cho khả năng ra kim cương của chúng ta nhiều lên. Còn lại mấy cái vật phẩm khác thì không cần thiết đâu, nó ra cái gì cũng được. Nó yêu cầu là làm mới vòng quay bằng 5 kim cương. Bữa nay nó giảm xuống thì mình không sao, cứ bỏ 5 kim cương làm mới đi. Mình làm mới tiếp. Đó, nhưng mình thấy cái vòng quay này là khá đẹp rồi. Mình sẽ thử vận may với cái vòng quay này. Ở đây là nó có một ô 38, ô 48. Đó, còn lại là như này, ô 1888 này thì mình không hy vọng là quay trúng. Còn cái ô mà cái chiếc băng phong A này thì cũng không hy vọng quay trúng. Còn lại tỷ lệ trúng của mình ở trong cái phòng này chắc chắn là con phi công lít với lại cái bom tứ thượng này rồi. Còn lại tất cả các ô khác thì ô nào cũng được. Như vậy là mình loại trừ được là ô 1888 kim cương và cái ô băng phong là loại trừ được 2 ô. Thì tất cả ô còn lại trúng ô nào cũng được. Nhưng mà cũng không hy vọng là trúng cái ô lít và cái ô bom tứ thượng này. Bây giờ mình bắt đầu quay để xem mình có thực hiện được cái nhiệm vụ là 888 kim cương để lấy một cái con là băng phong 5 sao này. Bây giờ mình quay. Được một lần quay miễn phí. Tỷ lệ trong cái ô này thì chắc chắn cái tỷ lệ con này nó sẽ nhiều, cho nên trúng cái ô đó thì cũng không có gì lạ. Đó, gặp nó nữa. Ok đó, mình cứ quay đi không sao. Đó, các bạn thấy mình quay được ô 188 kim cương rồi. Và cái tỷ lệ ra này thì xác suất nó trúng ô nào cũng được, miễn sao trúng kim cương là được. Để mình nhiệm vụ, mục tiêu của mình là làm nhiệm vụ 888 kim cương, cho nên là không có hy vọng là trúng cái con băng phong làm gì. Con băng phong này thì không thể nào mơ được rồi. Còn cái ô 1888 kim cương cũng không mơ. Tất cả những cái ô còn lại thì ô nào cũng được. Mình cứ quay tiếp. Mình được 888 kim cương thì quay thoải mái đi. Được một lần miễn phí tiếp. Đó, mình vào được ô 68 kim cương. Như vậy là tỷ lệ cương cũng rất cao chứ không có thấp. Cho nên là các bạn cố gắng là kiếm. Mình khuyên các bạn thì lựa chọn những cái ô nào mà có 6 ô kim cương. Có thêm một cái con băng phàm ở đây thì càng tốt, để nó loại trừ bớt những cái ô mà phi công hay là mấy cái vật phẩm mà mình không cần thiết ra.
những cái ô mà có 6 cái ô kim cương này thì mình quay đa số là mình có lời, chứ cũng ít có khi mà bị thâm. Với 99 lần quay lại ô miễn phí đó, cứ miễn phí trừ 70% hoặc là nhân đôi là mình thích. Những cái ô này thì giống như là ô hỗ trợ support nên là trúng càng bốc. Mình lại ô kim cương tiếp, cứ trúng kim cương là thấy không lỗ rồi. À, mình lại được kim cương tiếp, cứ vậy mà quay thôi. Mình lại trúng kim cương tiếp, cứ trúng kim cương miết là được, không sao hết. 38 cũng được, 48 cũng được, 68 cũng được, miễn sao trúng kim cương là được. Đó, cái ô 48 này vô miết cũng được. Còn phi công lít, con này thì mình mát full nó thì lâu lắm rồi. Tất cả các phi công hiện tại thì mình là mát hết 90 hết rồi, cho nên là không có cần cái con phi công nào nữa hết. Mình cũng không dám hy vọng mà trúng cái con băng phong này, nhưng mà trúng thì càng tốt. Trúng thì mình được 2 con luôn, vừa xong nhiệm vụ được 1 con, quay đây được 1 con nữa là 2 con, quá khỏe. Nhưng mà mình cũng không dám mơ, tại vì nó để cho có thôi, chứ còn mà trúng thì càng khó trúng. Cái 48, ô 48 này mình thấy tỷ lệ của nó là cao hơn cả con lít này. Trúng ô 48 hoài. .108. Đó, mình trúng 2 cái ô này thì quá sướng sướng. Trúng 1 ô mà 188 và 108 thì bằng 3-4 lần quay của mình luôn, 5 lần quay luôn. Đó, 70%. 70% thì càng tốt, mình chỉ tốn 10 kim cương để thực hiện một lần quay. Mà may may thì mình trúng được cái ô 1888 này thì quá khỏe. Được nhân đôi luôn. Nếu như mà ô nhân đôi này mà mình quay trúng 1888 kim cương này thì nó sẽ được một cái số kim cương gọi là trong mơ. Đó, mình được nhận thưởng một lần là không biết thưởng cái gì. Đó, còn 48 nhân đôi cho mình luôn, quá đã. Nên là mình không dám mơ tới là trúng 1888 kim cương mà nhân đôi thì các bạn thấy là sướng cỡ nào. Nhưng mà có kim cương là vui rồi, bao nhiêu cũng được. Được 38 là nó trừ cho mình 30 kim cương là mình lại được 8 kim cương. Đó, 48, cứ 38, 48 vô, không sao hết. Cứ vô kim cương là thích. Con này thì mình không thích tí nào cả, nhưng mà có nó thì phải chấp nhận với nó thôi, trúng thì cũng phải chịu thôi. Có thích không thích gì nhưng mà trúng thì cũng phải lấy thôi. Ít bữa nữa đi đóng góp cho phi đội cũng được. Ngoại trừ cái con lít với lại cái bom tối thượng này thì ô nào trúng mình cũng thích. Nhưng mà cái không thích thì nó sẽ ra nhiều hơn cái mình thích. Đó, không thích thì nó cứ ra thôi, chứ biết sao giờ. Nhân đôi tiếp. Đó, bây giờ nếu như mỗi lần được nhân đôi thì mình hy vọng là ô 1888 kim cương này. Thì từ lúc chơi đến giờ mình chưa bao giờ nhân đôi lên cái ô này. Còn cái quay trúng cái ô này thì mình quay khoảng được 2-3 lần rồi, trúng cái ô 1888 kim cương. Còn mà nhân đôi cái ô đó thì chưa bao giờ được. Mình sẽ thực hiện cú quay này.
nhân đôi mà vô miễn phí thì thêm 100 vàng thôi, lỗ không có gì hết. Bom, bom này thì mình trước mình nhiều lắm, hơn 1000 quả bom rồi, cho nên bây giờ quay trúng một quả thì cũng không ăn thua gì. Lại nhân nhân đôi, hy vọng cứ nhân đôi là có hy vọng. Đó, quá tốt, 68 nhân 2. Có nhân đôi là thích rồi. Miễn phí một lần quay. Như vậy là các bạn thấy đó, mình xuất phát từ thời điểm là mình có khoảng hơn 200 kim cương thôi, mà mình đã thực hiện xong cái nhiệm vụ là dùng 888 kim cương trong một thời gian rất là ngắn và dễ. Trong khi đó số kim cương của mình từ 200 và bây giờ hiện tại là 459 kim cương, một con số là quá đẹp. Mình vừa được nhân đôi kim cương, vừa làm được nhiệm vụ luôn. Một con băng phong 5 sao chọn, thì bây giờ mình chọn 4 một trong 4 cái trang bị của con băng phong này, thì mình nghĩ mình sẽ chọn con chiến cơ trước để mình thực hiện kích hoạt cái con siêu chiến cơ là đó, một con tím. Các bạn thấy có kích thích không? Nó thật sự là quá đã. Chọn một con tím, nhưng mà mình nghĩ là mình không chọn cái con tím này, mình chọn một cái con này đi. Mình không chọn con tím này, tại vì mình chỉ cần một con CB gì nữa là mình cũng có lên S rồi. Bây giờ mình chọn cái con này, chọn cái sóng siêu âm hay gì đây, này nhìn hấp dẫn quá, thôi chọn cái này trước đi, con này khỏi. Đó, một cái sóng siêu thanh S luôn, quá đã. Trong khi đó mình lại thêm được một cái nhiệm vụ. Ở đây mình thấy là nhà giàu tiêu hoang dùng 500 588 kim cương, mình lại được tặng thêm 588 kim cương. Vậy là kim cương của mình lên khoảng 1000 rồi. Đó, bây giờ các bạn hãy bắt tay vào thực hiện làm ngay và luôn theo cái cách này của mình để có được những cái trang bị mà gọi là quá đã. Nếu như mà mình tích góp từ 7 cái trang bị bình thường để ghép lại một con S thì phải trải qua một thời gian mình nghĩ là không nhanh tí nào. Còn với cái cách này thì chỉ tốn khoảng là độ 5-10 phút là đã xong, làm được luôn. Các bạn hãy vô và bắt đầu quay làm luôn. Thôi, chương trình của mình thì tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hay có ý nghĩa thì hãy like và subscribe kênh Video Game FHD để theo dõi những video mới nhất về game chiến cơ huyền thoại, một cái tựa game rất là hay của Garena phát hành. Mình thử bỏ cái trang bị cái này vô cho các bạn coi. Đó, nó có cái sóng phát ra vậy. Thôi, xin chào tạm biệt.